Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 và em sẽ giới thiệu với anh chị cho bác mình một số cái video với những cái chương trình khuyến mãi dọn kho rất là hấp dẫn ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để ở dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và shop em thì có thu phí ship là 20.000 đồng cho một mã đơn hàng anh chị nha. Video hôm nay là video sale dọn kho và cũng như là em bán những cái sản phẩm mà có một số anh chị mình đặt hàng rồi sau đó mình không nhận thì hàng nó hoàn về và em gom lại ở đây nó cũng mấy chục cái anh chị. Em sẽ bán với giá siêu sốc trong hôm nay luôn anh chị ha. Và chiều nay và tối nay thì em cũng sẽ vẫn bán hàng sale chứ không có lên hàng mới nha anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái combo ví nè, 1 2 3 4 5 cái ví này. Thì chưa, để em để cho nó ra cái chứng giữa cái đã. Rồi, ok, giờ dễ nhìn anh chị nha. Đó, năm cái ví này, đầu tiên là cái này á, là bằng da tổng hợp. Cái màu vàng này là bằng da tổng hợp nè. Đó, vàng này da tổng hợp nha, nữ xài tại vì cái màu này thì nữ thôi. Rồi, bên trong nó như vậy. Đó, đựng tiền ok ha, bằng da tổng hợp và nó hơi cứng. Rồi, một cái nha. Cái thứ hai là cái này bằng bằng da của Italy, dập vân đà điểu. Cái này em bán nguyên combo luôn, không có tách ra nha anh chị nha. Hàng này được... Made in Japan anh chị, cái khoen này là người ta ghi chữ là Made in Japan, còn cái hiệu của cái túi này thì của Italy ha. Đó. Đẹp lắm, cái này dập vân đà điểu nha chứ không phải đà điểu thật. Này của nữ anh chị, có nhiều ngăn như vậy. Rồi, cái thứ hai, cái thứ ba này là da tổng hợp dập vân đà điểu và cái góc nó hơi sờn. Cái này mình ví dụ mình có buôn bán gì đó mình đựng tiền thối rồi này kia giùm em ha. Nó không được mới cái này tại vì nó còn nhiêu đây cho nên là em gom combo luôn. Rồi cái này cũng vậy, cái này là dập vân đà điểu luôn, da bò dập vân đà điểu, ví là dạng ví ngắn, ví góc ngắn, góc cạnh thì nó có hơi sờn chỗ này. Rồi một cái này đó là da tổng hợp, cái này còn rất là mới, màu xanh, mẫu này còn mới lắm, chưa có tháo bọc luôn nè. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái này, anh chị chốt giùm em mã số là B1 anh chị nha, em bán cho mình cái này với giá là 200.000, combo ha, combo 200. Rẻ lắm và hôm nay anh chị săn hàng của cái video này mình bất ngờ luôn. Tại vì giá siêu rẻ luôn. Nguyên combo như vậy giá 200.000 mã số B1. B là chữ B bò anh chị. B1 ha, 5 cái. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là em có một cái túi bằng nhựa. Túi này bằng nhựa nha anh chị nha. Rồi, nó không có phải bằng da nha. Nó bằng nhựa chứ không phải da tổng hợp luôn nữa. Rồi, dán sách như vậy. Bên trong thì là người ta không có lót mà người ta để cái mặt sau của cái phần nhựa này. Đó. Kích thước của cái túi này thì bề ngang là được 27 nè, cao lên là được 18, dán sách, độ mới còn rất là cao. Rồi cái này anh chị chốt giùm em mã số là B2. Em bán cho mình với giá là 50.000, mã B2, giá 50.000 cho cái túi này. B2 nha anh chị, 50. Em có gom đơn lại, tức là hôm nay em lên mấy cái video đó rồi sau đó anh chị chốt và em gom đơn lại cho nên mình yên tâm, em chỉ thu phí ship một lần thôi. Cái này là da bò dập vân da voi, da bò dập vân voi và cái form túi nó cũng rất là lạ như vậy. Dán sách như vậy ha, không biết có còn dây đeo không tại em không nhớ nên em coi. Còn cái này còn cả dây đeo, hàng hàng hiệu ha, hàng hiệu của Medelo Marat, bên trong là lót da hãng luôn. Cái này là lót da phun sơn dập hiệu hãng anh chị, nhưng mà hiện tại thì mình xài vô tư nha. Độ mới cái túi rất là cao. Có mấy cái ngăn khóa kéo nhỏ nhỏ bên trong nữa, gắn cái dây vô để mình đeo chéo hoặc là mình xách nó cũng đẹp. Cái size túi này nó hơi độc lạ hơn so với những cái túi bình thường khác. Anh chị thấy nó dài dài như vậy nè. Rồi, độ mới rất là cao ha. Size ngang là 36, cao lên là được 18, độ dày là được 6 cm. Rồi, sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 390 luôn. Này giá sale chưa từng có nha anh chị nha, 390.000 cho cái túi này, mã 390, à mã B3 giá 390. B3 giá 390.000. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là em có một cái chiếc túi này, nó sẽ là mây tre đan. Tre đan ha, phối với lại da, tre đan phối với lại da. Mấy này là hàng bị khách hoàn về anh chị. Size ngang đáy là được 25, ngang miệng là 24, cao lên là được 19, độ dày là được 12 cm. Phần da bên trên rất là đẹp như vậy luôn. Phối đẹp lắm và cái màu của nó như màu cam sữa. Chỉ có chỗ này là nó hơi mất cái độ bóng chút xíu thôi, còn lại tổng thể ok. Bên trong là hàng có hiệu Made in Italy anh chị ha.
cái này Hoàng về nó lâu rồi đó anh chị, cho nên là thật sự là có nhiều cái thì em cũng không có nhớ là cái giá của nó bao nhiêu đâu, và em sẽ bán sale hết cho nó nhanh cái đợt hàng bị bom này thôi anh chị ha. Chứ nhiều khi là lần trước em có báo giá nó cao hơn hoặc là thấp hơn gì đó, nhưng mà em khi đã gửi hàng cho khách là em đã bỏ đi cái giá đó rồi. Và cái này em sale siêu nhanh cho anh chị luôn, với giá là với mã là B4, giá là 550.000. Bình thường mấy cái tre đan này mà hàng Ý nữa là giá tầm 9-8-900. Đó, 550 cho cái túi này. Rồi tiếp tục. Một cái túi này, túi này em nhớ nè. Túi này rất là đẹp luôn, độ mới cao khoảng là 88-89%, màu trắng kem ha. Trên video anh chị sẽ thấy nó trắng hơn bên ngoài một tông, nhưng mà tổng thể bên ngoài còn rất là đẹp. Thường thì những cái túi màu sáng như vậy mình hay lo hay sợ là nó sẽ bị cũ, bị xuống màu. Nhưng mà riêng cái túi này thì cái độ xuống màu nó không có, nó chỉ có hơi trầy trầy nhẹ vài chỗ. Chỗ này nè, cái tay mình mở mở nó trầy nhẹ đó. Cái này là hàng hiệu nha anh chị, da bò thật, rất là sang luôn. Đó, size ngang đó là được 24, cao lên là được 18, độ dày của nó là được 9cm. Rồi, có dây đeo ha. Dây này là dây mình có thể chập đôi được nè. Trên từng cái dây là người ta dập tên từng khoen khóa, người ta dập hiệu hết luôn. Cái này là hiệu Elegant của Pháp nha anh chị nha. Bên trong thì là lót vải, độ mới khoảng 88-89%. Bên trong lót vải ha. Rồi, tổng thể rất là đẹp, nhưng mà nó không có quá mới 100%, nó chỉ cỡ khoảng 80% thôi. Nhưng mà hàng hiệu xịn luôn và da xịn luôn. Cái này hôm trước em bán là 1250 và khuyến mãi nhanh cho anh chị hôm nay với giá là 900.000, mã B5, giá 900. Mã B5 900.000, cái này là hàng siêu phẩm nhưng vẫn bị bơm luôn. Rồi, em có một cái gói này là cái gói gì nè, chưa khui nữa nè. Em ngồi em khui một ít rồi, còn một ít nữa là không có kịp á, lên đây khui luôn. Rồi gói một cái hàng cũng cực lắm anh chị ơi, bán được một món hàng rồi xong rồi gói đi, rồi ngồi chờ ha. Và khi mà anh chị mà không nhận hàng á, mình gửi đi ví dụ như từ đây lên Hồ Chí Minh gửi đi tầm 2 ngày, nhưng mà khi mà hàng nó về nhiều khi cả tháng anh chị, tại vì họ xử lý nó tùm lum khâu hết, không phải là hoàn về tới tay mình liền đâu, mà về tới tay mình thì gói hàng mình nó cũng nhào rồi đó. Cho nên là lý do vì sao mà em chỉ nhận chuyển khoản đi đơn thôi, và ý là như vậy nhưng vẫn bị khách đổi ý ha, cũng vẫn bị hoàn về liên tục vậy. Rồi, cái này là cái gì đây? Hàng gói thế cưng gì mà khách không nhận. Đây. Em đang set up lại cái góc mới. Và góc mới thì chắc tầm ngày mai hay ngày mốt gì đó là em sẽ khai trương cái góc mới và sẽ lên hàng mới ha. Cho nên ở góc cũ này còn hàng gì là em bán sale hết, để mình khỏi phải di chuyển, nó tốn thời gian công sức anh chị nha. Cho nên là anh chị săn sale những ngày này là rất là nhiều hàng sale. Đây là một cái ví nha, ví nữ anh chị, hàng còn hộp luôn. Ví này là bằng da tổng hợp thôi, không phải da bò, và nó kiểu hiện đại, kiểu trẻ trung style nè. Cái này mình mua cho em cháu mình xài cũng được, hoặc là chị nào mình thích trẻ trẻ thì mình lấy cái này cũng ok. Nó có ánh nhũ nha anh chị, nó bằng da tổng hợp có ánh nhũ. Rồi bên trong có mấy chữ này giống như là của Dubai vậy anh chị ơi. Đó, của nữ nha. Độ mới thì nó khoảng 90% cộng, còn hộp được 19.5 nhân với lại 10 nhân với lại 3cm ha. Cái này thì không nhớ giá nó bao nhiêu nữa. Rồi em xem nhanh cái này cho anh chị với giá là 250. Chốt giùm em mã là B6 250 cho cái này. Đơn hàng hôm nay là sáng mai em đi đơn anh chị ơi. B6 giá 250. Thường là buổi tối em làm không có kịp, cho nên là buổi sau em mới đi đơn. Em có một cái collet chưa, cái collet này nó bị lỗi rồi. Em có cái túi da này đi. Túi này á là bằng vải bố phối với lại da của Ý nha, hàng của Italy, made in Italy luôn, da bò chất dữ lắm luôn. Nhờ vải rút miệng ha anh chị ha, bên trong có chứng nhận da của Italy nè, lót là lót vải bố rất là đẹp luôn. Rồi khi mình sử dụng á thì mình rút như vậy. Đó, mình đè nó xuống như vậy rồi mình đeo chéo đeo vai nhìn nó chất anh chị. Độ mới cao khoảng 85%. 27 nè, nhân với lại 21, độ dày của nó là được 16cm. Dây nhỏ cái này xài 5 tháng nào mới hư anh chị ơi. Da rất là xịn luôn. Rồi, cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 400.000, mã B7 giá 400. B7 giá 400 cho cái túi này. Rồi, tiếp theo.
Em có một cái túi du lịch này nè anh chị, nó bự lắm nhưng mà nó bị lỗi cái phần dây kéo. Hàng này được made in Italy ha, bằng da bự lắm. Anh chú nào mà mình có biết xử lý hoặc là mình có thể về mình đem ra tiệm người ta thay cái dây kéo ha. Hiện tại cái này thì cái dây kéo nó còn mới lắm nhưng mà cái đồ để kéo á để thì nó mất tiêu rồi, nó mất đâu không thấy luôn, kiếm hoài mà không thấy. Cho nên là em bán với giá lỗi dây kéo. Cái này cũng lỗi dây kéo luôn, là nó bị gãy tiêu cái đồ kéo rồi. Hàng này là hàng của Rinaldi, made in Italy. Nó còn cái túi vải luôn đó, mà túi vải hồi nãy em bỏ bên cái chỗ soạn rồi. Khi mà em gửi cho anh chị đều có túi vải nha. Túi dường như chưa có xài nhưng mà nó mất cái dây kéo đó. Cho nên là em bán giá rẻ ha. Về mình phải đi thay dây kéo nha anh chị nha, hoặc là anh chú nào mình biết thay đó mình mua này về mình thay luôn. 47 nè, ngang đáy là được 49. Cao lên là được 40. Cái này là cái size túi du lịch anh chị ha. Em chốt cho mình với giá là 800 ngàn. À, thay vì mình mua triệu mấy thì mình mua 800 ngàn về mình tốn công mình đi thay cái dây kéo. Nó không phải là lỗi rách dây kéo gì hết nhưng mà cái đó nó bị mất cái đồ để mình kéo, mất cái hoặc tia. Rồi cái túi này cũng bị bơm luôn. Túi này đẹp quá, bằng da bò phơm quá đẹp mà vẫn không có tính được tay khách nha. Cái này là hàng có hiệu của Takeo, lót là lót phun sơn, hiện tại thì nó không có vấn đề nhưng mà nó vẫn là lót phun sơn màu đỏ nha anh chị nha. Hiện tại thì ok, không có vấn đề ha. Dán này là dán sách tay như vậy, gài xuống như vậy rồi đẩy qua rất là đẹp luôn, phơm sách tay, phơm hộp sách tay cưng dễ sợ luôn đó. Nhưng mà lót là lót phun sơn, hiện tại thì nó khô ráo bình thường, da bò độ mới khoảng cỡ 89-90%, một vài cái vết trầy móng tay nhẹ thôi. Anh chị thấy là em dạ đèn vô mà nó vẫn sáng trưng như vậy ha, nó không có bị cũ đâu. Ngang đáy là được 19 nè, ngang miệng là được 22, cao lên là được 15 và độ dày là được 10 cm. Sách như vậy rất là sang ha, và nó trẻ, không có bị già, không bị lớn tuổi đâu anh chị. Cái này chốt giùm em mã B9 giá 900 ngàn. Hàng hiệu full da bò và phơm hộp nữa. B9 giá 900. Tiếp tục là em có một cái túi này là túi du lịch hàng hiệu của Malaveli. Tưởng Milachon không à. Cái này da tổng hợp anh chị ơi, không phải da bò nha. Phối với quai là quai da bò, còn này là da tổng hợp ha. Túi này nam nữ xài được. Không, em nghĩ này nữ thôi. Nam thì mình xài họa tiết như vậy thấy nó không hợp lắm anh chị ha. Nữ thôi. Bự, size ngang miệng là được 43, ngang đáy là được 46, cao lên là được 30. Phơm như là phơm doctor vậy đó, nhưng mà nó bằng da tổng hợp ha, made in China quá. Đúng rồi, made in China nha. Đó, bự lắm. Và dán sách như vậy. Rồi sale nhanh cho anh chị cái này với giá là 280. Bình thường mấy cái này là giá tầm trên 3-400. 280 mã là B10 cho cái túi này. B10. Gói mấy cái túi du lịch đồ nó cực lắm anh chị, cho nên là mình nghe kỹ chút chắc mình đừng bơm hàng giùm em ha. Gói mấy cái túi là tốn biết bao nhiêu cái chi phí luôn, rồi cái bọc nè, cái đồ gói xốp nè, rồi cái hộp nè, rồi chi phí em gửi đi nữa, rồi hoàn về người ta cũng tính phí cho em đó anh chị ha. Cho nên là mình coi kỹ, nếu mình thích thì mình hãy chốt, và chốt xong rồi thì chắc chắn là em sẽ nhận chuyển khoản đi đơn chứ không có ship code. Rồi em có một cái clutch này, tép này là bằng da bò, đựng dừa A4 nha, độ mới cao, không có khoen kim loại, không có xài kim loại trong đây. Khóa bằng cái khóa da luôn. 33 nhân với lại 26, dừa A4 nha anh chị. Rồi hàng hiệu này của Italy luôn, bên trong là lót da tổng hợp luôn. Cái này nam nữ đều xài được, cái màu rất là đẹp và độ mới siêu cao như vậy ha. Có cái lỗi gì là hiện lên liền. Đó, cái này không có lỗi và không có cũ xì đâu. Rất đẹp nha, hàng si và như vậy là cực kỳ mới luôn anh chị. Chốt giùm em mã số là B11 giá là 500 ngàn. B11 giá 500 cho cái túi này. Nước hoa hôm qua anh chị đặt thì em đã đi hàng hồi sáng này rồi. Đáng lý là video này cũng sớm á, nhưng mà hôm nay ở đây em bị mưa lớn cho nên là hơi trễ cái video này. Và sau đó em sẽ cũng có một số cái sản phẩm sale tiếp tục nữa, hôm nay em lên hàng sale thôi. Rồi có cái túi của Ungaro. Ungaro này thì là lót, nó là lót phun sơn, hàng hiệu của Pháp, da bò, độ mới khoảng cỡ 80%, ngang miệng là được 25, ngang đáy là 27, cao 20, độ dày là 9.
Engaro của Pháp anh chị còn cả dây đeo, nhưng mà lót phun sơn. Và không phải riêng cái này đặc trưng của những cái dòng Engaro này á, thì họ đều lót cái này hết nè, phun sơn, và người ta phủ một cái lớp ánh nhũ trong cái phần phun đó, không có bị bong tróc dính tay ha. Nhưng mà khi mình miết thiệt là mạnh như vậy, mình mở ra mình cảm giác nó hơi rít nhẹ, nhưng mà khi mình đựng đồ thử, em có thể đựng đồ thử thì em thấy ok, không sao hết, không có dính đồ mình. Nhưng mà bản chất nó vẫn là lót phun sơn. Rồi mấy ngăn nhỏ thì nó dính nè. Rồi khi mà anh chị xài thời gian, nếu mà nó hư cái lót này thì mình có thể cắt bỏ nó luôn, thì mình sử dụng cái phần mặt trong của cái túi để mình xài, hoặc là mình đi thay cái lót khác thì ok ha. Còn bên ngoài nó là da thật mà người ta trên da người ta dập Engaro trên từng cái sớ da như vậy, đẹp lắm, hàng hiệu xịn, nhưng mà coi như là bán lỗi lót ha. Chốt giùm em mã số là B12, giá là 400. B12 400.000 cho cái Engaro của Pháp. Rồi tiếp tục, em có một cái túi này, túi này phơm hộp nha. Cái này em nhớ nó còn cái sợi dây đó, nhưng mà không hứa chắc nha, tại em nhớ em thấy nó bị rớt đâu đó đó, mà bây giờ không nhớ rõ. Khi mà anh chị chốt đơn rồi thì em sẽ ngồi em kiếm lại ha. Trước mắt em vẫn bán giá sale với giá không có cái sợi dây, hy vọng là kiếm được cái sợi dây thì em sẽ gửi chung cho anh chị không tích tiền nha. Giờ em vẫn bán giá không có sợi dây nha. Đây, bằng da, nhìn nó cũng rất là hiện đại nha, hàng hiệu của Phi Phim gì nè, màu rất là đẹp, phối đẹp, độ mới cao. Rồi phơm hộp luôn, size ngang đáy là được 23, cao lên là được 18, độ dày là được 11 cm, khoen khóa hơi trầy rất nhẹ thôi, còn lại ok. Rồi bên trong thì là lót vải, bố như vậy đó. Cái hàng nó có cái tác hiệu ngay đây nè. Rồi sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 620, bình thường em bán là 8900, 620 cho cái túi này mã B13. Em sẽ kiếm lại sợi dây nha anh chị nha, hy vọng là kiếm được cái sợi dây thì em sẽ gửi kèm cho anh chị luôn. Rồi tiếp tục, đây cái này cái gì nè, anh chị, khi mà anh chị gửi hoàng về tới tay em là nó nhào như vậy nè, nó không có còn đẹp gái như lúc em gửi đi nữa. Rồi đầu tiên là một cái túi này, túi này của em là khi mà cái anh bưu tá anh cho khách xem hàng thì ảnh rọc không kỹ nè, nó bị đứt cái đường này của em ha. Nhưng mà dĩ nhiên là những cái này em tự chịu trách nhiệm luôn, chứ bên họ không có chịu trách nhiệm gì cho mình đâu. Đây, cái lằn này là cái lằn của cái dao rọc giấy cái anh đó, khi mà ảnh mở ra đó anh chị, ảnh cắt mạnh quá nó phạm vô trong đây, thì khách báo là nó lỗi khách không nhận ha. Chứ nó rõ ràng như vậy thì khi mà em giới thiệu chắc chắn là em phải thấy rồi. Rồi này em báo cho anh chị nè, cái lớp bên ngoài nó có một cái lớp ren mỏng, thiệt mỏng đó, thì người ta cắt nó bị phạm cái lớp ren mỏng nha anh chị nha. Trên đây là hạt, có mất một hai hạt ha, nhưng mà nhìn sơ không có thấy, nhìn kỹ mới thấy. Rồi ở trong đây thì là có cả dây, hai ba sợi dây luôn như vậy nè, lót là lót lụa, nó chỉ bị cái lớp mỏng chỗ đó thôi, và mình xài thì ok, còn này mình tặng thì nó không có phù hợp nữa anh chị ha, tại vì nó có hơi chút lỗi rồi. Rồi size của cái túi này thì nó được ngang là được 22, đáy là được 25, cao lên là được 16. Rồi sale nhanh cái này cho chị anh chị với giá là 180.000, do nó có cái lỗi chỗ cái lần đó ha, 180, chứ bình thường mấy cái túi này là giá tầm trên 300-400, tại nó đẹp. 180 cho cái túi này. Rồi túi này túi gì đây, cái này là da dập vân, da tổng hợp dập vân cá sấu phơm cờ lết cầm tay, da tổng hợp dập vân cá sấu nha anh chị, cờ lết cầm tay như vậy chứ không có dây đeo. Rồi bên trong là cái cớp luôn đó, lót là lót da, cái này không có hiệu ha, da tổng hợp anh chị nha, nhưng mà mới lắm, rất mới. Ngang miệng là được 28, ngang đáy là được 29, cao lên là được 16. Rồi 200.000, mã là B15, giá 200 luôn, siêu rẻ luôn. B15 200.000 cho cái túi này. Có một cái túi tổng hợp dập vân cá sấu nữa nè, cái này cũng tổng hợp luôn anh chị, phơm nó to lắm, bự lắm và mới luôn. Phơm này phơm công sở nha, dập vân cá sấu siêu đẹp, dày 30 nhân với lại 23 nhân với lại 13 cm.
Rồi bên trong là lót vải nha. Cái chỗ này nó cũng là bằng da tổng hợp nhưng mà nó bị trầy cái phần cái tác này rồi ha. Mình cũng không có quan tâm tới đó đâu, mình đâu có xài tới chỗ đó. Thì báo bên chị vậy thôi. Không có khóa kéo miệng mà nó có nút gài như vậy nè. Đó. Có chỗ này nó hơi có dính chút xíu màu cam. Rồi, cái này bán cho anh chị với giá là 300, mã là B16, 300 ngàn. Những cái này thật ra là nó rất là lâu rồi đó anh chị. Tại vì hàng của em nó về liên tục, hàng mới về liên tục thôi. Hàng hoàn á thì khi mà em nhận được gói hàng hoàn thì em cứ gom nó lại thôi chứ em không có khui liền đâu. Rồi lâu lâu mới gom ra khui để bán sale cho anh chị ha. Chứ không có khui liền, cho nên là những cái này rất là lâu rồi. Nhiều khi em còn không có ấn tượng với nó luôn mà gặp lại. Rồi một cái túi vải nè, phơm hộp luôn. Vải nha anh chị, vải dù của Nhật á, vải dù phối vải lụa. Rồi bên trong lót vải nè, phơm hộp này là biết hàng Nhật rồi. Nó đen thùi luôn, không thấy được cái viền gì hết. Đó, phơm sách như vậy nha. Y chang như cái túi da thôi, nhưng mà chất liệu người ta làm bằng vải. Cái này là 26 nè, ngang miệng 24, cao lên là được 13. Mới lắm anh chị, mã B17 em bán cho mình với giá là 180. B17, 180 ngàn. Mấy hàng này là vừa khui ra vừa tốn thời gian bán 2-3 lần, vừa tốn phí ship, vừa bán rẻ luôn, vừa lỗ luôn. Nhưng mà bán cho hết. Rồi một cái túi này của Charlotte Jordan bằng da bò đẹp vậy. Này khoảng cỡ 85-88%. Còn chứng nhận da bò đây. Còn sổ của Charlotte Jordan đây. Cái này khách nào mua em cũng không nhớ nữa. Charlotte Jordan của Paris, bên trong họ lót thì lót da nhưng mà nó có hơi trầy cái lót nha. Hơi trầy lót chút xíu à. Nhưng mà cái này là hàng hiệu, rất là hiệu xịn của Pháp, Charlotte Jordan. Form dáng cũng lạ, có chứng nhận da bò. Rồi, nút khít miệng nha, có ngăn khóa kéo nhỏ bên trong. Dáng sắp như vậy giùm em thôi, cái viền này là da bò dập vân, rắn. Size ngang miệng là được 18. Ngang đáy là được 19 nhưng mà có cái bụng này 23, cao lên là 21. Rồi, cái này bán cho anh chị với giá là 690. Cái này nó không mới bằng mấy cái 900 đầu tiên ha, nhưng mà nó cũng rất là mới so với những cái khác. 690, mã là B 18. 690. Rồi, tiếp tục nè. Có cái lồng cơm đẹp vậy đây. Sao cái này bị hoàng ta? Nó đẹp dữ lắm anh chị, và nó không có gặp cái thứ hai đâu. Hàng của Milatron nè. Đẹp dữ dội luôn. Cái này giá triệu mấy á. Milatron và mình kiếm cái thứ hai hơi bị hiếm anh chị. Cái dáng rất là vintage luôn, hàng hiệu này của Italy. Sang miệng size ngang miệng là được 24 nè, ngang đáy là được 19, cao lên là được 18, độ dày của nó là 10 cm. Rồi, khoen khóa thì nó hơi hơi mờ nhẹ thôi, trên đây dập hiệu Milatron, cái kiểu nó rất là lạ, đẹp. Xách như vậy nha, hoặc là mình vậy nè. Đó, thì cũng rất là đẹp luôn ha, người ta gọi cái này là cái túi lồng cơm á. Rồi, bên trong á là lót vải luôn, xài Vivu. Đựng mỹ phẩm cũng được, hoặc là mình đựng điện thoại, ví tiền là vô tư luôn anh chị. Tới nơi để cái này lên trên bàn cái thấy nó đẹp rồi. Da bò ha, cái này là anh chị chỉ cần lau sơ Vaseline ngang cái là đẹp, cái này dính bụi thôi. Rồi cái này sale cho anh chị giá 900 ngàn luôn. Hết hết nhớ giá nhiêu rồi, em nhớ hình như nó 1,5 triệu, 1,6 triệu gì lận đó. 900 ngàn B19 cho cái túi này. Bán lỗ. Vừa tốn phí quá chừng tốn phí luôn anh chị. Cho nên là hy vọng là anh chị cho bác mình xem kỹ chốt chắc nha. Mình chưa thích hoặc là mình cảm thấy nó không phù hợp thì thôi mình đợi cái khác nha anh chị ơi. Không vội vàng đâu ha. Xong rồi em ngồi em khui nó cũng tốn thời gian mà mình cũng sót ha. Đây, cái này cũng lạ. Cầm vậy, chị nào phong cách lạ lạ cầm cái này mặc đầm cũng được, mặc đồ tây cũng đẹp luôn. Size ngang á là được 33 nhân với lại 12 bằng da bò. Bên trong là hàng hiệu của Pierre Balmain của Paris. Đó, lót là lót da luôn, độ mới khoảng 85% màu nâu. Khoen chỗ này nên nó có hơi sờn nhẹ, hơi trầy nhẹ chút thôi. Rồi cái này sale nhanh cho anh chị với giá là 400 ngàn. Mã B20, độc lạ luôn, 400. B20. Rồi tiếp tục. Một cái túi da bò tiếp nè.
Trời ơi, cái túi cầm nặng quá. Da xịn nha anh chị nha. Đây, bên ngoài độ mới khoảng 85% da bóng, nhưng mà nó không có bị mất độ bóng, nó có hơi trầy nhẹ thôi. Đẩy lên thì bên trong là hàng hiệu của Waco của Nhật. Trong là lót da và nó có hơi trầy lót, hơi dính bụi dính dơ, chỗ này nó có hơi cấn chỗ này. Rồi, form sách như vậy ha. Độ mới cũng ổn thôi chứ không quá cao, nhưng mà không có cũ xì. Size ngang miệng là 24, cao lên là được 18, độ dày của nó sẽ được là 5 cm. Túi đẹp nè anh chị. Anh chị đi xem những cái video mà người ta, hoặc là những cái chỗ người ta live stream hàng thùng mà đồng giá đâu đó, không bao giờ anh chị tìm được cái độ mới như vậy đâu. Rất là mới luôn á. Có những cái túi mà em bán hàng hiệu mà em bán giá si nhưng mà em thấy nó y chang như mới luôn, thiệt sự luôn. Đó, thì mình săn hàng đẹp thì mình có thể xem kênh em, hoặc là lâu lâu em cũng có những cái sản phẩm nha, độ mới không cao bằng nhưng mà nó vẫn rất là ổn ha, với mức giá siêu tốt luôn cho rất là nhiều đối tượng khách nha. Rồi riêng cái này em bán cho mình với giá là 600, mã là B21, 600.000, B21, mã 600, 600.000 chứ mã B21. Rồi tiếp tục em có cái này gì, cái này nó bự lắm nè anh chị, để em khui nha. Rồi cục này không biết là cái gì đó, đồ gia dụng hả ta, đồ gia dụng hay là túi xách đây. Quấn kỹ vậy à, cái này là cái vali. Cái vali này là do vận chuyển nó bị lỗi cái phần quai. Đây, em bán giá lỗi luôn. Nào bán sale được, em sale cho nhanh. Em sẽ có cái góc làm việc mới, và sắp tới thì em có live stream nữa, live trực tiếp cho mình dễ lựa, dễ chọn anh chị. Cũng có những cái video nữa. Hôm trước em có hứa hẹn một cái video áo khoác á, nhưng mà em có quay thử thì cái góc quay như vậy đó mình khó thấy được cái áo lắm. Cho nên là em đợi cái góc quay mới nó đẹp lên để em like mặt luôn á, cho anh chị mình xem á. Thì cái đó em sẽ like trên trang fanpage ha. Fanpage thì em có để ở dưới cái phần link mô tả đó. Anh chị nào có thích, có quan tâm thì mình có thể theo dõi cái kênh của em thêm, để mà mình xem ha. Rồi, cái này một cái vali da mộc. Da này là da heo rừng, nó hơi không có mới lắm như những cái vali khác nha anh chị. Cái này dạng mình trưng bày, mình sưu tầm thôi, không có mới keng. Đó, size ngang đó là được 35, cao lên là được 25, độ dày của nó là được 12 cm. Nhưng mà khi mà, không biết anh chị có nhớ không, cái này khi mà em quay giới thiệu cho anh chị thì nó bình thường, nhưng mà khi mình gửi vận chuyển thì cái khóa này nó bị gãy. Đó, người ta quăng, không biết người quăng cỡ nào mà nó gãy luôn cái khóa này. Thì khi mà khách nhận thì khách báo gãy khóa thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm hết, anh chị yên tâm ha. Mình không có lo là mình đi mua hàng si mà mua trên mạng nữa rồi lừa gạt gì đâu anh chị nha, mà bắt chuyển khoản trước rồi đó. Yên tâm là bán hàng uy tín chất lượng. Rồi, ở trong nó như vậy, nó có một cái chìa khóa, hai cái chìa khóa. Bên trong cái này á, thì thật ra em thấy là mình đựng quần áo thì nó hơi cũ, mình có thể mua để mà mình đựng những cái món đồ nhỏ nhỏ mà mình sưu tầm á anh chị. Chỗ này người ta ghi là made in China ha. Mấy món đồ nhỏ nhỏ mà mình sưu tầm á, nó nhỏ rồi nó quý đó, thì mình có thể bỏ vô đây cất luôn. Rồi, cái này em bỏ chung ha, mình có thể ra tiệm nhờ người ta gắn cái con ốc lại, khóa chìa. Rồi cái này bán giá sale siêu sốc nè. Cái này hôm trước hình như em bán 1.000.000 đó, nhưng mà nó bị gãy cái khóa rồi. Em bán nhanh cho mình 500.000, dành cho anh chú nào mình về mình có thể sửa lại giùm em ha. Mã là B22, giá là 500. Mã B22, 500k cho cái này. Rồi, tiếp tục. Em có cái này là cái gì đây?
còn một hộp nữa nè, hai hộp gì nữa này, chưa có khui kịp á anh chị. Này đồ gia dụng. Này gửi code nè. Này như mới đây hả anh chị ơi. Không có xa xôi gì đâu ha. Đây, cái này bên khách nói là bị lỗi nên khách không nhận nè. Nhưng mà cái bộ này nó không hề bị lỗi luôn. Đó là khách bơm hàng của em. Đây, những cái vết này em báo từ đầu nó sẽ là cái men rạn anh chị. Nó không có phải là bị nứt. Nó là cái chất men rạn đó. Và những cái này á là bản thân khi mà người ta làm nó như vậy thôi. Và em đúng đã quay cận cảnh, quay kỹ, quay sát, rạc luôn như vậy luôn. Đó. Và khách nói là ồ có ít thôi nên gửi code cho anh đi. Ok, em cũng thấy cũng ít tiền nên em gửi code luôn. Rồi sau đó người khách báo bị lỗi. Em không thấy miếng lỗi nào chưa? Để em lấy ra đây, một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, tốn thời gian của nhau anh chị, bốn cái nè, năm cái ha. Rồi, năm cái này trong cái hộp, và lưu ý là cái này bằng gốm sứ và nó không có cái gì đó, không có cái bình để uống nha, đó chỉ là cái ly như vậy thôi, mà dạng người ta làm thủ công á anh chị, làm từng cái một cái nè. Người ta làm cái này là để làm kiểu ra chứ không phải là bị lỗi nha. Cái nào cũng có hết. Đó. Đẹp nha, mỗi cái là một cái họa tiết, một cái màu sắc khác nhau và nó dạng như là dạng mộc mộc á. Đó, men nó cũng mộc luôn như vậy ha. Rồi. Dưới đáy thì có truyện Nhật luôn. Năm cái này em bán giá 550 một set ha. Có một set duy nhất thôi, 550, mã số là B23 550 giùm em. B23 550 ha. Một cái, hai cái, đẹp muốn. Đẹp rất đẹp luôn. Mà khách báo lỗi, anh không biết lỗi chỗ nào luôn. Rồi, phí ship đi, phí ship về của cái bộ này là hết rất là cao tiền. Rồi, một cái túi này bằng nhựa luôn nè, bằng nhựa đeo chéo, mua cho em cháu cũng được anh chị, khoảng 80 mấy%. Size ngang đó là được 22, cao lên là được 15. Đó, bên trong như vậy ha, có khóa kéo. Rồi, bằng nhựa chứ không phải bằng da nha. Chốt giùm em cái này, mã số là B24, 60.000. B24 giá 60k. Anh chị gom ngày mai em sẽ đi đơn á. Cho nên là em bán mấy chục ngàn để mà mình mua mình gom thêm anh chị, để thôi nó tốn phí ship ổn nha. Mình mua mấy cái em cũng tính có 20.000 ship thôi. Và chắc chắn là không có miễn ship rồi. Rồi, bán giá là giá lẻ như giá sỉ luôn, bán giá siêu rẻ luôn. Anh chị mua về bán lại ok luôn. Cứ lựa chọn trên đây về bán lại bình thường. Mức giá rất là tốt ha. Rồi, cái này là bằng da thật, phơm đẹp luôn, có khóa kéo miệng, đi làm đi vu hoặc là đi chơi gì đó, chị nào cá tính chút xíu, năng động chút xíu thì xài này. Size ngang đáy là được 35, cao lên là được 20. Có khóa kéo miệng đây nha anh chị nha, bên trong lót vải. Rồi, cái này chốt cho anh chị với giá là 450, mã số là B25. 450 B25 anh chị ơi. B25 giá 450 cho cái túi này. Này để xuống đây để bể. Rồi, em có cái túi du lịch. Hai cái du lịch luôn, một cái này. Hai cái giống nhau nha, một cái này size to hơn nè, mới lắm, vải phối với lại da tổng hợp. Bự ha. Này các chú xài ok. Ngang miệng á là được 47 nè, cao lên á là được 33. Bên trong có khóa kéo miệng nè và hai bên nó có hai ngăn nữa. Mới nha anh chị nha, rất là mới luôn. Rồi, cái này có cái này gài qua đây. Đó. Khi mình sử dụng á, mình gài cái này qua đây thì nó cái này mình đựng khoảng mười mấy bộ đồ luôn. Rồi. Cái túi này em bán cho mình với giá là 680, mã số là B26, giá là 680.000. B26. Tiếp tục, em có một cái y chang như vậy luôn. Có một cái y chang như vậy luôn. Đây. Nó nhỏ hơn nha. Và cái dạng ngăn của nó cũng đơn giản hơn. Nó không có bự như cái kia. Và nó cũng sẽ là một cùng một hiệu á. Độ mới tương đương luôn.
Size ngang là được 55, ngang đáy là được 55 luôn, cao lên là được 33. Khóa kéo miệng. Chốt của em mã là B27 620 ngàn. Tiếp theo. Cái túi này đẹp lắm, túi này hiệu xịn nha anh chị, da bò, hàng hiệu xịn nha, giá người ta bán mười mấy triệu bên Nhật á. Rồi, bằng da bò, clip cầm tay hoặc lấy dây ra đeo. 27 nè, nhân với lại 18. Rất mới nha. Có dây đeo luôn, còn tác 49.000 yên luôn nè. Bên trong là lót da, sale nhanh cho anh chị 500. B28 500.000, không có lỗi lầm gì đâu, độ mới cao lắm. Màu xanh như hình luôn á. Xài được hai kiểu. Rồi, 500 thôi, quá rẻ. Siêu rẻ luôn. Tới giờ sale rồi. Clip này á là bằng da đà điểu anh chị. Độ mới khoảng 85%, cái này hôm trước hình như em bán 1,4 triệu hay sao, 1,3 triệu, 1,4 triệu gì đó. Nhà khách dặn rồi, sau đó khách đổi ý. Rồi, cái này nó lạ, cái kiểu dáng nó sẽ lạ hơn so với những cái collet khác. Nam nữ đều xài được, nữ thì mình có thể đựng mỹ phẩm đồ này kia trong cái này, hoặc là mình chụp hình nó độc lạ anh chị. Size là được 24, cao lên là 12, độ dày là 10. Chỗ này nó sờn gốc ha. Rồi, ở bên trong thì là, đúng rồi, này bán 1,4 triệu nè. Ở bên trong thì là lót da và nó có hơi trầy nhẹ, sờn sờn góc góc chỗ này. Rồi sale siêu nhanh cho các anh chị cái này luôn. Này rất là lạ, ít gặp cái kiểu dáng này lắm ha. Sale nhanh 1 triệu tròn cho cái clutch này, da đà điểu luôn. 1 triệu tròn, mã là B29. B29 giá 1 triệu. B29. Tiếp tục. Có cái túi này. Da bò đen làm cái lết được, hoặc là mình lấy dây ra mình đeo được ha. Độ mới khoảng 82%. Size ngang là 26, cao lên là được 18. Rồi bên trong là lót da, có dây này, dây xích vàng ống luôn. Đẹp lắm nha anh chị nha. Da bò đen, độ mới 80-82%, còn rất là ổn luôn. Rồi, túi này rẻ lắm anh chị, giá 220. Chốt giùm em mã là B30 220. Túi này bán siêu rẻ luôn. Mã số là B30 nha. 220. Rồi, một cái túi này là da dập vân cá sấu. Da này cũng là da tổng hợp dập vân cá sấu luôn. 200k, rất mới luôn nha. Cầm tay, phơm cớp. Đẹp. À không, cái này giá rẻ hơn 200. Chỗ này mình thấy nó có hơi bị bong bong chỗ này, nhưng mà do cái đường may thôi, mình xài thì vô tư ha. Rồi, nó rất là mới đẹp, không có gì để chê đâu. Nó chút xíu cho đó mình soi kỹ mình mới thấy, còn không thì bình thường xài không có gì hết. Rồi sale nhanh 180. 23 nhân với lại 14 180. Mã là B31. 180.000, B31. 180. Tiếp theo. Một cái túi này là bằng da bò màu nâu đỏ, xinh quá. Da bò rồi người ta thêu lên ha. Cái này các cô mình xách đẹp nè, độ mới cao. Dây trên đây bệnh luôn. Phông cớp nha, bằng da thật nha. Hàng này là hàng có hiệu Lady Handmade gì đó. Rồi bên trong là lót lót vải nha anh chị nha. Trong là lót vải. Có kèm cho mình cái này là cái ví nhỏ beo rút gì nè. Cái ví nhỏ này chắc người ta đựng cái gương á, nhưng mà cái gương hiện tại giờ không có trong đây rồi. Mất cái gương rồi. Thường là mấy cái túi nhỏ nhỏ này ta hay để cái gương nhỏ bên trong. Rồi bằng da thật nha anh chị, này đẹp lắm. Rồi trên đây thì không phải dơ đâu, mà cái miếng da chỗ đó nó hơi đậm thôi. Cái này các cô xài rất là đẹp, sang. 17 nè, ngang đáy là 20, cao lên là được 19. Rồi mã là B32, em bán cho mình với giá là 480. B32, 480 ngàn. B32, 480, đẹp. Mới à, phù hợp với các cô mình lớn tuổi á. Rồi tiếp tục. Đây cái túi này, nhìn sơ mình tưởng đâu nó là Burberry không à. Cái da của nó là da heo rừng á. Đẹp ha. Mình có cái dây vô mình làm collet cũng đẹp anh chị. Độ mới cao. Phối chỗ này là da lộn luôn nha, chứ không phải vải nhung đâu. 27 nè, nhân với lại 17, nhân với lại 2 cm. Cái khóa này bật xuống như vậy. Rồi mở ra bên trong thì hàng có hiệu là Quibo. Đó, lót là lót vải hiệu luôn. Này giá nó 1 triệu mấy lần.
Rồi, sale nhanh cái này cho anh chị với giá là 850.000. 850. Sale giá còn thấp hơn giá sỉ nè. 850 cho cái túi này, mã là B33 850 nha anh chị nha. B33 850. Da rất xịn. Đẹp. Tiếp tục. Một cái ví. Ví này là bằng da tổng hợp. Da này da tổng hợp nha. Rồi ba cót rất mới luôn của nữ nè. Mấy cái này bình thường là phải 200 mấy. Rồi size ngang là được 19 nè, cao lên là 9, độ dày là 2. Bên trong mới len ken không có gì để chê. Khóa mức rượt chưa xài. 180.000, mã là B34, 180k cho cái ví này. B34 nha anh chị ơi. 180. B34 180 thôi, quá rẻ. Em có hai cái ví đun hiu nè, em sale luôn. Tới giờ sale rồi. Xong video này thì anh chị cứ chốt sale ha, rồi đợi em làm những cái video sale khác nữa. Hôm nay em lên hàng sale không à. Đây. Một cái ví đun hiu của nam bằng da bò, và cái dạng mẫu này thì mình hay gặp nè. Đó, độ mới này khoảng cỡ 80%, bên trong là lót vải nha. Ghi là made in Italy chỗ này nè. Không có rách lỗi đâu, nhưng mà người ta xài rồi, có sờn góc sờn kia. Đó. Rồi, size của cái ví này là được 18 nè, nhân với lại 10. Đẹp ha, bình thường cái này là bán 600-700 ngàn anh chị. Rồi sale nhanh cho anh chị cái này với giá là 400 ngàn. Chốt giùm em mã là B35. Không có lỗi phải gì hết đâu nha. Không phải lỗi mà sale đâu. Cái nào lỗi là tự động em báo lỗi thôi. Cái này là tại vì em sale hết hàng á. Đang trong video siêu sale á. Rồi tiếp tục. Video này là những cái món hàng nhỏ nhỏ, ví hoặc là túi nhỏ. Video sau là em sẽ lên những cái túi to. Đó, thì mình cứ đợi săn sale giùm em ha. Rồi, một cái ví đinh hiu tiếp tục nữa nè. Cái này thì nó có độ trầy nhiều, nhưng mà cái da đó là bản thân nó là da xước vân tâm. Và bên trong là lót vải luôn như vậy luôn. Rồi, cái này nó trầy nhiều hơn cái ví kia nha. Góc nó cũng trầy nhiều quá anh chị. Ví dài bằng da bò, hàng của đinh hiu, 19.5 x 9. Rồi, cái này bán cho mình với giá là 300 ngàn. Chốt giùm em mã là B36, 300k. Ví đinh hiu. Ví đun hiu mà nếu nó mới trên cỡ trên 85-89% thì giá nó tầm tiền triệu trở lên anh chị. Còn mới 98% thì dĩ nhiên nó sẽ là tiền 2-3 triệu. Chứ mình mua hàng si á. Rồi đôi giày Sumen. Đôi này là bằng da tổng hợp. Size 38 của nam. Này dành cho bạn nào hoặc là anh nào mà cái chân mình nó nhỏ, hoặc chú nào chân nhỏ và mình muốn xài kiểu giá rẻ ha, nhẹ nhàng gọn gàng, xài cũng bền anh chị, hàng made in Japan nha. Nhưng mà nó không phải là da thật, nó là da tổng hợp thôi, rất là bóng đẹp ha. Cái đế của nó khoảng tầm 3 phân. Độ dài thì nó được là 26 anh chị. Size này là size 38, chân nhỏ, made in Japan ha, hàng Sumen. Bên trong là lót cũng là da tổng hợp luôn, mang cực kỳ êm và nó có độn chút xíu, được 3 phân như vậy nha, rất là đẹp, mới luôn, còn hợp. Rồi cái này em sale nhanh cho anh chị với giá là 250. Mã số là B37, 250 nha, B37. Cái này hôm trước em bán là 400 mấy á, là bán lỗ vốn luôn. Nhưng mà tại vì em tưởng đâu á là nó là da thật, nhưng mà khi về tới tay mình thì nguyên lô nó là da tổng hợp hết. Và cái này là em sale tặng luôn á anh chị. Bình thường mình đi ra ngoài shop mình mua một cái đôi bình thường như vậy, da tổng hợp thôi như vậy ha, thì cái shop không có hiệu gì đâu, người ta bán hàng Trung Quốc bình thường thôi đó, là người ta bán là 800-900 ngàn một đôi như vậy rồi. Đó, cái này 250 nha, nhưng mà điều cái size nó hơi nhỏ, size 38 thôi. Anh nào chú nào hoặc bạn nào mà chân nhỏ thì mình lấy cái này thì nó rất là rẻ và nó đẹp ha, mới mua tặng ok. Lưu ý là chỉ có size 38 à. Rồi em có cái đôi này, nó là bằng da tổng hợp luôn, mà đôi này nó có hơi trầy nè, sale rẻ thì rẻ luôn nè. Đó, cái này nó còn có cái độn bên trong nè, để mình độn lên á. Nó cũng là bằng da tổng hợp đó anh chị. Hai cái trên này nó có bị trầy trên này chút, cái góc trên này. Nó dợp dợp trên này nè, chỗ ngón tay cái em đó. Nó cũng là size 38 nha, cũng cái đế 3 phân như vậy luôn. Bên đây cũng trầy nhẹ một chút. Rồi, hàng này ghi là 23 1/2. Cái đế nó rất là chắc luôn, không có ghi made in Japan nha. Cái này không có ghi, còn hợp như vậy. Nhưng mà trên đây nó có hơi trầy em báo rồi ha. Cái này 100 ngàn. Mã là B38,
giá 100k, giá không tưởng tượng. Này mua sạn lần mình bỏ mình cũng không tiếc nên chị. Này là bán giá lỗ xa xôi. Giá mình mua vô là giá thật. Hàng xịn rồi ha. Nhưng mà về thì nó đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng mà nó da tổng hợp. Rồi tiếp tục. Coi còn đôi nào sẵn đây không? Em có 7 8 đôi gì á. Nhưng mà em để ở đây có mấy đôi hả? Rồi. Đôi này đẹp, không có gì để chê, không có bị trầy. Đôi này cũng giá 250 nha. Đôi này thì nó ít cái họa tiết hơn đôi kia nè, nhìn nó trẻ hơn nè. Đây. Để em cận cảnh cho anh chị xem. Cái miếng này là miếng giấy hay mình về mình lột ra. Cái cham này nó cũng trẻ nè, da tổng hợp cao cấp nha anh chị ơi. Đế cũng lên 3 phân, made in Japan ha, mã là size là 23.5, tức là 38. Chân nam 38. Made in Japan ở trong đây nó có ghi chữ là Sumen made in Japan đây. 250 cho đôi này. Rồi, chốt giùm em mã B39 250. B39 250. Đôi nào cũng có hộp nha anh chị nha. Mới đẹp luôn. Tặng sinh nhật đồ đó, tặng cái này cũng được. Hồi trước khi em bán túi thì thật ra em cũng đi ra chợ em mua những cái túi JBU thôi mà giá cũng cao ha. Rồi sau khi bán túi thì em xài những cái túi nào mà anh chị mình không có mua á, tới tồn lại á thì em xài thôi. Rồi để coi còn đôi giày nữa nè. Đôi này của Valentino, Valentino của Ý. Nhưng mà đôi này nó cũng bị trầy da, trầy nhiều. Đôi này da tổng hợp, trầy nhiều quá anh chị. Đây, Valentino của Italy, nhưng mà nó made in Japan nha. Cái đế này đẹp, đế xịn lắm, chắc chắn, bằng da tổng hợp. Đó. Cái này cái dáng em thấy thì nó hơi cứng tuổi đó. Có cái logo Valen nè, da tổng hợp ha. Và nó có trầy như vậy nè. Bên trong cái đế người ta lót là lót kiểu cái gì gọi là cái gì ta, cái mùng cưa đó, rồi xong người ta ép lại thành cái miếng nó lót như vậy này, đeo cũng êm. Size này người ta ghi là 24 1 phần 2, 24 1 phần 2 là nó bự hơn cái kia, chắc cỡ khoảng 38.5, chắc vậy quá anh chị ơi. Nó tầm 38 với 38.5 thôi, nó không cao hơn ha. Chỗ này người ta cũng lót da tổng hợp nè, cho nên là trong cái lót này nó có bị bong chỗ cái tay ngón tay cái em đây, em lấy nét chỗ này. Nó bong ở bên trong cái lót như vậy nha. Rồi bên đây là bong cái lót, còn bên đây á thì nó sẽ là bong cái chỗ này đó, nó bong một cái đường đây, lót bong luôn. Này nó bong nhiều hơn cái nãy anh chị ơi, được cái nó của Valentino thôi. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 90.000, 90 ha, mình về mình mang lần mình bỏ cũng được anh chị. Chốt giùm em mã là B40 90.000. Rồi xong 40 mã hàng cho cái video siêu khuyến mãi này. À, cảm ơn anh chị rất là nhiều và đã xem video này anh chị ha. Và lưu ý là rút kinh nghiệm rất nhiều lần thì em sẽ không có ship code anh chị ơi. Em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không nhận cọc luôn. Và khi mà anh chị nhận hàng về nó có lỗi lầm hay có sai khác nào mà em không có báo trên video thì em hoàn toàn xử lý hết. Anh chị mình nếu chưa tin tưởng, mình mới xem lần đầu thì mình có thể xem từ từ, theo dõi từ từ, thấy ok rồi mình chốt và mình chuyển khoản em đi đơn anh chị ha. Ngoài ra thì em sẽ không có ship code, không có nhận cọc gì hết. Anh chị mình thông cảm giùm em ở vấn đề này ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.